CB hoặc là những dòng đời cao sexy vàng là một trong những dòng ly rất là đắt giá của hãng Sansui. Chào các bác, trước mắt các bác một con ly rất là hot cũng như là cực kỳ đẹp, vừa trân vừa nghi vừa nhìn. Đó là con Sansui 8080DB, con này là series là 3608 nha các bác. Series là 3608 là đối tác tuyệt vời của những dòng loa cổ như là Pioneer 77A, 88A, 99A và những dòng loa như là 180A, 955, 933 với chất âm tuyệt vời nên nó đi vào huyền thoại của hãng Sansui. Huyền thoại Sansui nó có 8080DB và 9090DB. 9090DB thì đắt hơn, còn 8080DB thì nó ở dưới con 90DB nha các bác. Với phân khúc tầm tiền trên 30 thì bên em đang giao các bác là con 8080DB hàng tuyển đẹp long lanh cành đào luôn nha, không một điểm trừ, không tì vết, mặt đẹp keng để mang thêm tính chất các bác vừa nghi vừa trưng bày. Giá là 34.500, đã bao gồm phí ship. Máy chạy bút 4 cầu điện nha. 3 trạm loa A, B hoặc A cộng B, A cộng C, tem cờ còn nguyên. Đây, tem cờ còn nguyên nha các bác. Giá 34.500 là đã bao gồm phí ship nha các bác. Đây, bộ gỗ đẹp keng nha. Đây. Keng hết. Giá bao gồm phí ship là 34.500, chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt vài trăm cho các bác nha. Đây là chỉnh bass mic chép này, những con âm ly mà đầu khủng nó đều có chỉnh mic cho các bác, chỉnh được tiếng mic. Chúng ta có thể can thiệp vào lời ca sĩ mà mình tăng cái độ dày âm thanh lên. Và đây là hai cái đồng hồ vô này, volume tổng này, chỉnh kênh không vâng. Tổng quan khi các bác nhìn tuyệt trần trực diện em nó, nghiếp với những cặp mà mic võng bass 40 các bác như là 99A, những dòng mà loa 4.500, 5.500 của Sansui và kể cả những dòng loa JBL bass 30, 40, vô tư. Tiếng hay là ưu điểm đặc trưng của những dòng 4 số của hãng Sansui, từ những model 60, 70 rồi đến 80 này các bác, và tới 90, toàn là những model hay của hãng Sansui nổi tiếng. Đây, quân thành sắc cạnh hết nha các bác. Đẹp keng hết nha. Đây cạnh phải này. Ba cảm loa A B C A cộng B A cộng C, hiện tại điện 110 120 nha các bác. Đập keng hết 3608 nha. Đây, tổng quan phía sau của em nó này, phần tản nhiệt của phần sò công suất nó chạy 4 sò sắt nha, công suất là 265W, maximum lên tới là 520W nha, hay là đánh bắt 40 vô tư nha các bác, công suất mắc là tới 520W. Phối ghép với những cặp loa cổ hoặc là những dòng loa JB vân vân, đánh cả những dòng loa đời mới đều tốt hết. Các bác có thể ghép với những con bánh cối phía trên âm ly này thì cực kỳ đẹp luôn nha. Đúng chất trưng bày những sản phẩm thời kỳ 75. Một âm ly đài và phía trên là một con đầu đét hoặc là một thêm một con bánh cối nữa. Tuyệt vời luôn. Nghe nhạc 75, nhạc bolero, nhạc vàng. Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Em nó sexy 7 màu nha, sexy vàng đó các bác. Vâng, đây là bên trong ruột gan của con 8000B sexy vàng nha quá, sexy vàng. Nó đắt giá hơn sexy trắng rất là nhiều. Đây, sexy vàng 7 màu nha. Đây bên hông này các bác. Đó, sexy vàng 7 màu nha. Ok, tất cả bao riêng tuyệt đối cho các bác, đồng hoàn hảo nha. Các bác về cắm đúng điện mình xài thôi. Điện 110. Các bác cắm 100 110 nha. Máy đẹp keng hết nha các bác. Những con 80DB hoặc là những dòng đời cao sexy vàng là một trong những dòng âm ly rất là đắt giá của hãng Sansui. Mọi chi tiết các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Đây. Và ống luôn nha. Các bác nhìn nó mới này. Giá 34.500, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, còn chiến khoản đủ thì em cũng bớt có chút đỉnh cho các bác cà phê cà pháo nha. Máy bao zin tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo nha, mặt đẹp không tì vết nha các bác.